chào các bạn nhé. Mình giới thiệu với các bạn hôm nay là với các bạn biết là có một bác đang mua hoa về để ta. Đây là rằm các bạn nhé. Đây là rằm cho nên là bác đang mua hoa về để ta trưng lên ta thắp hương cho các cụ. Bác đứng một tí cho quay lên 5 phút. Bạn nhìn bác đang mua hoa nhé. Hoa đi biết được lâu này. Hoa đi biết được lâu này bác ơi. Đi tắt đi mà được lắm bác ơi. Đi này. Mấy chục năm nay.
phố bạn thì chào các bạn nha. Các bạn có thấy trên tay mình những cái bông hoa trên rất chi là đậm sắc của các bạn này. Những cái hộp bông hoa đồng tiền để ta trưng vào ngày rằm ngày mùng một rất chi là đặc trưng các bạn nhé, rất chi là đẹp các bạn nhé. Trên tay mình những bông hoa gì không ạ? Bông hoa đồng tiền các bạn, đặc trưng và đẹp. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn nhé. Xin chào và hẹn các bạn trong video tiếp theo nhé. Xin chào.